Xin chào tất cả các bạn. Ngay bên cạnh mình đây là hai mẫu xe ga 50cc HSV2 và Giorno. Nhìn tổng thể thì cả hai mẫu xe này đều có thiết kế khá là tròn trĩnh với những đường nét bo tròn uyển chuyển, tạo nên một phong cách rất là độc đáo cho dòng xe này. Cả hai mẫu xe Giorno và HSV2 thì đều có thiết kế rất là nhỏ gọn, với chiều cao của xe chỉ nhỉnh hơn tầm 1m mà thôi. Sàn để chân thì cũng khá là thấp, thế nên rất là phù hợp cho các bạn học sinh, sinh viên và các bạn nữ sinh có thể thoải mái ngồi lái xe. Bên cạnh đó, với trọng lượng của xe chỉ khoảng hơn 79kg nên việc dẫn dắt hay lùi xe cũng trở nên rất là nhẹ nhàng, thuận tiện, rất là phù hợp cho các bạn học sinh, sinh viên. Mẫu xe HSV2 với đồng hồ cơ được thiết kế rất là to tròn, giúp cho người lái xe có thể dễ dàng quan sát và nắm bắt các thông số trên xe như vận tốc, kim chỉ báo xăng, quãng đường hay hệ thống đèn báo hiệu. Ở cả hai bên tay lái thì có các cụm công tắc được thiết kế rất là tiện lợi, chắc chắn, dễ dàng thao tác. Phụ tùng của xe thì được nhập khẩu chính hãng 100% từ Hàn Quốc và được lắp ráp với các linh kiện với độ chính xác và tỉ mỉ cao, đảm bảo cho các bộ phận trên xe được đồng nhất. Yên xe của mẫu HSV2 thì ngồi khá là êm ái với đệm da cao cấp. Cốp xe có dung tích lớn, thoải mái chứa đồ. Đây là điểm mà các bạn nữ sinh rất là ưa chuộng khi chọn xe ga. Cốp trước của xe cũng được thiết kế rất là tiện lợi, có khóa kéo từ trái sang phải, là nơi thích hợp để các bạn có thể để những vật dụng nhỏ như khẩu trang, kính mắt, điện thoại hoặc là chai nước. Động cơ của xe ga 50cc HSV2 được cải tiến với hàng loạt những công nghệ hiện đại nhất, không chỉ vận hành khỏe khoắn mà còn giúp xe tiết kiệm xăng một cách đáng kể. Bộ động cơ xăng 4 kỳ một xi lanh làm mát bằng không khí có thể bứt phá với tốc độ tối đa lên đến 50km/h, chạy khỏe khoắn không khác gì các mẫu xe ga cao cấp cùng phân khối lớn trên thị trường. Xe có thể chở cả hai người thoải mái với trọng tải xe lên tới 140kg. Xe chạy nhanh lướt êm với hệ thống giảm sóc áp dụng công nghệ giảm chấn thị lực. Cuộc trước là cặp cục nhún có giảm sóc, sau là cặp lò xo trụ đơn rất khỏe khoắn, cho xe mượt mà, êm ái qua mọi nẻo đường, đảm bảo tay lái luôn vững vàng trên mọi hành trình. Phần đèn hậu thì được thiết kế khá là đơn giản nhưng đầy tinh tế với những gam màu rất là đặc trưng. Đặc biệt, tất cả đều được ốp viền kim loại sáng bóng. Trọng lượng của toàn xe là 78kg, có bình xăng với dung tích lớn lên đến 1.5 lít và có thể di chuyển 200km cho một lần đổ xăng. Hệ thống phanh trước và phanh sau là tang trống, điều khiển bằng xe. Giảm sóc trước sau đều có lò xo trụ và giảm chấn thủy lực. Xe ga Giorno được trang bị nhiều chi tiết giúp đảm bảo vận hành an toàn và thoải mái. Xe sử dụng đèn pha LED cao cấp, vừa tăng hiệu quả chiếu sáng, vừa giúp tăng tính thẩm mỹ cho xe. Đèn xi nhan trước cũng được thiết kế tách biệt, dễ nhìn, giúp tăng sự an toàn khi đi đường trời mưa, sương mù. Xe sử dụng động cơ với dung tích xi lanh là 49cc, rất phù hợp với các bạn học sinh, sinh viên và người chưa có bằng lái. Vận tốc xe đạt khoảng 50-55km/h. Đây là mức vận tốc di chuyển thoải mái và an toàn trong khu đô thị hoặc là thị trấn. Mức tiêu thụ nhiên liệu cũng vô cùng tiết kiệm. Ngoài ra, xe còn được trang bị cốp rộng để vừa mũ bảo hiểm. Phía trước còn có cốp chạy từ trái sang phải, ngang thân xe, thoải mái để ví tiền hoặc điện thoại. Hai mẫu xe HSV2 và Giorno đều sở hữu rất nhiều ưu điểm. Tùy vào mục đích sử dụng và sở thích, hãy đến với Bảo Nam để được tư vấn chi tiết hơn nhé!